chỉ khóc động khóc thôi cả nhà. Khóc không? Có khóc không? Không có khóc. Chị đi mấy giờ mới hết nước mắt? 10 giờ. Hết nước mắt rồi, hồi nãy có rớt nước mắt. Ừ, tôi không thấy đâu. Chị nén lại. Ủa, cảm ơn quá. Chị vũ cho chị đi, chị nhiều. Viên hai. Rồi, có chồng. Viên. Nè. Chồng rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Cô chạy tóc gì rồi chị? Chị đến từ vừa tuần 62. Tôi giới thiệu cho bạn này. Để chị thắp hương cho nhân viên nữa là chi về. Rất là cảm động. Gì hết rồi phải không? Chúc em cho chị làm tấm hình cho chị. Dạ. Chúc em cho chị. Để em lại nữa. Cái áo sọc màu đen. Cái nhàn nó dính lên tóc chị quá trời. Chị. Cái tấm cái bài lên đó, đó chị làm. Nhiều người nằm mơ thấy cậu một cái áo sọc em đó. Và nhiều khán giả đã nói. Nhiều cuộc chơi thay cứu luôn á. Hôm nay đi xe 16 chỗ đông không chị? Đi 11 rồi. 11 người luôn. Em của cậu á. Có chồng vô đi nữa. Chồng chị có anh câu câu đúng không? Không chị muốn cắm luôn cũng được, còn không cắm cái trong. Dạ dạ dạ. Cắm cái này được rồi. Có chồng đi nữa. Thấy đâu ngồi giới thiệu đi. Giới thiệu người yêu đi. Chị đang thắp hương cho cậu. Một trăm cái bánh bánh chưng. Trăm rưỡi cái này. Tôi lớn, khán giả cho tôi danh Vũ Linh Nguyễn, tha thiết, khắc cốt và ghi tâm.
bướm thì đậu, nó đậu một phút chút xíu là nó bay thôi. Sao có điểu nào không chị? Chị là người khách đặc biệt cả nhà. Nhận cái người nào mà tặng cái này cũng là rất là hay. Yeah. Không thiệt, này tặng cho chú vậy là rất là hay luôn. Yeah. Chị ơi, chị có một cái kỷ niệm hay là cái gì với cậu Năm không? Sao mỗi lần lên em thấy chị đều xúc động luôn chị? Ôi, chị có cái kỷ niệm hồi đó, hồi nhỏ coi chú. Nhưng mà thôi chị đừng khóc chị ơi. Thương lắm. Em thấy lên lần nào chị cũng xúc động, chị khóc hết trơn á. Chắc chắn là phải có một cái kỷ niệm. Coi coi cá lương chú là khóc không á. Dạ. Anh nói chị con rượu của chú hả? Sao cộng đồng vậy? Người nơi xa đến mà sao cộng đồng lúc nào con thấy. Dạ, nhưng mà thương chú, thương. Thương lắm. Giờ cái bánh mình đem lên đó. Sao nó giống cái bánh tên là bánh quy, giống như cái bánh tây hả chị? Mà cái tên đó là gì? Của bánh người Hoa hả? Bánh quy. Bánh quy tên của người Hoa. Dạ. Chú có coi cho chú là ăn bánh mì mà kèm kem vô mà đem lên đây sao chảy nó không dám. Dạ đúng. Thầy chú nói chú thích cái món đó đó mà đem lên sao chảy. Cái bánh mà chú nói chú thích bánh ngọt á, bánh bao bánh mì ngọt mà nhét kem vô. Hôm bữa có cúng cho cậu lần rồi. Có hả? Có. Dạ, có. Tính nãy tính vậy nhưng mà không nghĩ ra mình lại chảy rồi. Cái đó nó cũng hiếm lắm chị. Bánh mì đó vậy. Nên mình đem này lên rồi có ai mà có lợi cúng cho cô á, cho thầy, cho chú á, xin lọc hoặc ăn thì cũng khỏe. Dạ. Dạ. Quá quý luôn. Nhận rất là đẹp. Ai tặng này việc cái rất là. Cái này là có người sưu tầm là hồi đó tới giờ mới được như vậy. Có chữ ký của cậu Năm mua chị. Ừ, cái này là có cái người sưu tầm. Dạ. Hồi đó mình còn nhỏ mấy tuổi không có này đâu, không biết này đâu. Anh tặng chị đi lấy cái hình cho. Tặng chị tấm hình. Rồi lên đây được vậy là mơ ước là quá mừng luôn. Lên đây lần này là lần thứ tư nhưng mà. Người nhờ đợi đi chị. Cho mạnh khỏe nha. Yeah, cảm ơn chị. Ngày nào cũng làm lên để cho nhiều người biết. Yeah. Yeah. Rồi giờ chị xem thông tin tiếp nha, chút xíu là chị thấy chị á. cảm ơn chào chị nha. Cảm ơn chị. Chị. Cái đứa đợi khỏe nha. Thôi về lên đây được vậy nữa chứ vậy là mừng quá sao luôn á. Không muốn về đâu. Chị đành đỡ lên xe về cả nhà. Mở chiếc xe số 2 là ở đâu cô?